Chào mừng các bạn đến với cuốn học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại trung tâm đào tạo học phạm. Vậy là chúng ta đã vừa đi hết qua phần nội dung lý thuyết ở phần Laravel Framework phiên bản 5.0. Các bạn cũng phần nào đó hiểu được cách chúng ta làm việc với một framework như thế nào, cách chúng ta làm việc với một framework Laravel như thế nào rồi. Thì ở những video sau tôi sẽ bắt đầu là vào một cái rủi ro thực tế để cho các bạn có thể nắm vững được cái phần lý thuyết chúng ta vừa học, cũng như cái chúng ta ôn lại những cái phần mà đã học rồi. Được chưa nào? Thì mọi thắc mắc hoặc phần nào đó mà không hiểu thì bạn có thể liên hệ số điện thoại giùm tôi như sau: 0967908907 để hỗ trợ kỹ thuật thêm, hoặc bạn có thể lên trực tiếp trung tâm khoa phạm tại số 90 Lê Thị Kiên, phường Bến Thành, quận Nhất để được hỗ trợ nhé. Thì ở đây các bạn hãy cố gắng ôn lại giùm tôi kiến thức trước khi vào phần rủi ro này. Thì trong phần rủi ro tôi sẽ cố gắng là chậm thật kỹ cho các bạn có thể nắm vững lại được hoặc ôn tập được chúng ta. Và nói trước luôn là tôi sẽ làm thật đơn giản hoặc basic nhất có thể để các bạn có thể là hình dung được cái chúng ta là một rủi ro như thế nào, để cho các bạn dù là chưa nắm vững được, nắm vững rất rõ rồi cũng có thể là phát triển nó. Được chưa nào? Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.